Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả anh em đến với channel của mình Shigu Bloxy. Hôm nay mình sẽ trải nghiệm giành bạc nha cùng anh em xem nó có gì thú vị. Rồi chúng ta bắt đầu rồi. Để ác bạc 2 của mình. Bắt đầu nha, mình sẽ đi top bằng single. Ok. Anh em muốn mua phụ kiện máy tính laptop các kiểu hoặc là những nói chung là mấy đồ điện tử công nghệ các kiểu thì có cái link ở dưới nha. Link ở dưới mình sẽ đặt link ở dưới. Trận đấu này thì mình đi với Nasus này. Đi có mà mấy cái kiểu này thì nó mang kiểu tốc biến và tele rồi. Chắc là mình sẽ đóng băng lính lại để còn giết nó dễ hơn. Nếu mà đẩy lính luôn thì nó lại được lợi quá. Cho đóng băng để giết nó đi. Ăn được nó tầm 3 mạng là nó bị Slowborn luôn. Là địch mẹ mày tầm 12 phút là mình sẽ lấy cái trụ địch ở trong này luôn. Em tin không? 12 phút lấy địch mẹ mày trụ siêu cấp. Nếu mà giết được 3 mạng. Nhưng mà chắc mình sẽ giết được 3 mạng. Có thể là hơn. Dừng nó lên nữa là mình giết được tầm 6 mạng. Đó, theo tính toán của mình là như vậy. Trong vòng 10 phút mình sẽ giết được 6 mạng. Anh em hãy đi để quan sát nha. Xào lồn không có gì vui, chúng ta không nên xào lồn. Bạn quả này bạn sẽ chết. Bịt mọi bạn luôn. Bịt mọi bạn. Bịt mọi bạn. Bịt mọi bạn chết. Chết. Ui đi phải lên cấp vãi lồn. Có gai luôn. Bịt có mấy cái gì à? Sirioni à? Đi vậy khó chịu vậy. Đi mà mày hãy đánh một vị tướng vui theo đúng nghĩa của nó. Đi con mẹ. Vãi lồn, mình bị ngáo mẹ luôn rồi. Anh em mình bị ngáo rồi anh em. À đi chắc không lên đâu. Mọi mày gọi bạn bè mày ra đây. Mọi mày gọi bạn bè mày ra đây. Mọi bạn bè mày đâu? Bạn bè mày đâu? Bạn bè mày đâu? Ủa hả? Hả? Cái gì KS bàn? Địt mẹ mày chắc chắn ăn được rồi. What the fuck đi vào xa lầy rồi. Thế này chết đi mẹ, thế này 10 phút đi mẹ 6 mạng của mình đâu, 12 phút đi mẹ ăn lính siêu cấp của mình đâu rồi. Vãi lồn thật, bạn làm thế thì làm sao mình có thể ăn lính siêu cấp được. Nó bỏ qua tất cả anh em ạ. Đấy, nó nhịn nhục vãi lồn này. Thôi tạm biệt. Nhịn con mẹ mày đi. Nó lại dễ vãi lồn anh em. Địt mẹ nó định đánh mình luôn, vãi lồn thật. Địt chị. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi anh em. Mạng đây ạ. Trụ đây rồi. Xin nha. Xin. Địt con mẹ này. Nó lại không xin ngay. Địt con. Ừ, chào càng áo em. Khỏe không? Con mẹ thằng này à, mình hiểu thế, mình hiểu rồi, mình đéo hiểu cái lồn gì cả.
Mình hiểu là nó đéo có đi mẹ nó. Thôi bổ cái này mình chết rồi. Bổ chết làm sao được khi tao bấm hồi máu. Trời ơi, đít con mẹ cái bảng ngọc, nó phải đít mẹ mày kiểu tư duy vãi lồn này anh em ạ. Bảng ngọc này, bảng ngọc đột biến vãi lồn luôn. Bảng ngọc để mẹ tư duy đột biến các kiểu vào. Đít khó mẹ mày. Khó chịu vãi lồn. Ôi đít mày như kiểu có ganh vậy. Đít con mẹ, hello. Hello. Cái đít cái con mẹ chạy chậm đấy nhở. Hello. Hello my friend. Hello. Đít mẹ một hit này. Sụt, ôi đít mẹ mày can đam lại chuẩn vãi lồn luôn. Vậy thôi anh em. Dừng nó lúc nào cũng rình rình mình luôn thà. Đít con mẹ dừng này rình mình ghê vãi lồn luôn. Đánh cắt. Cần có anh trong tem thì mình sợ đéo thằng nào. Alo. Đi tại sao mạng tự nhiên bị lag này anh em. Đéo. Ô đi bè cứ giật. Đi bè không thấy cái gì nữa rồi. Anh em có nhìn thấy màn hình đi bè Lê Minh của tôi không nhỉ? Sao đi bè mày cứ đen xì vãi lồn này. Di chuyển không có gì cả. Đi bị lỗi gì rồi á. Tôi mất mạng rồi, kết nối lại thì mình phải đang kết nối lại nhá anh em nhá. Cần có anh trong tem thì mình phải sợ đéo thằng nào. Cần có anh đéo thằng nào. What? Anh cầm mồm đi. Đéo tin. Mười hai không bốn. Địt mẹ mày, mình đang mơ à? Trụ đây. Con mẹ. Sao tem nó xanh vậy? Ui địt mọa. Ghê vậy ông? Hung dữ vậy? Ông ơi, bình tĩnh ông ơi. Có gì từ từ nó nói nhá. Địt con mẹ mày. Thôi đéo phải từ từ đâu. Quay lại combo đi tôi xem này. Đúng rồi. Đây nào. Đúng rồi, úp lòng đi thôi xem nào. Đít con mẹ mày. Đít con mẹ. Ô! Đít con mẹ mày. Nope. Con mẹ đang bảo địt mẹ mày chỉ có single này hay nhất xe vờ thôi. Địt con mẹ mày. Địt con mẹ. Ô! Địt mẹ mày có thằng nào né được quy của Java không? Địt mẹ mày chỉ có single né được. Nó lại ghê vãi lồn. Đéo hiểu sao cái kết bị cái lồn nào luôn. Anh em địt mẹ đừng quan tâm đến cái kết nha. Cái kết nó như lồn vậy. Trời ơi, bị lừa đến từ vây nè. Đi bè nó lại thú vị vãi lồn anh em. Đi bè chuyện gì xảy ra? Đi có bè hốt vãi lồn. Đi con mẹ nó. Đấy hiểu đâu mình đi bè mày có cái siêu luôn. À, đi con mẹ nó. Có cái siêu đi bè lồng đèn của ông này. Đi bè không chết mẹ rồi. Vãi lồn anh em. Anh ông ơi, tựa dầu lửa quý vãi lồn luôn ông ạ. Ôi đi con mẹ nó. Ông ơi, ông giết con mẹ luôn. Giết mẹ luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta đi. Đi mẹ ông yếu vãi lồn thế.
Có gì từ từ nói hai anh em này. Đi con mẹ ông. Một combo hết mẹ máu. Ui ôi, tôi yếu vậy rồi. Đó phải là địt mẹ tôi với ông yếu đâu. Địt mẹ mày. Đi xin ạ. Đó là thằng Java. Địt con mẹ mày. Chỉ có mình tôi giết được nó một mạng này. Địt con mẹ nó 17 mạng. Vãi lộn thật. Cày xoay cái thùng. Địt con mẹ mày. Tí bố gì bót mày nha. Có gì đâu mà căng thẳng. Địt con mẹ. Chết rồi, bất lực đến từ mình. Địt con. Hai mươi một chín. Mình hành ông Na Sớt thì phải 06, 07, 08 gì đó. Đi con mẹ. Tiêm địch mạnh vãi luôn anh em. Đi rách bác đấy. Quê vãi luôn. Không biết nói gì nữa. Nhưng mà cảm ơn anh em đã xem clip này. Đừng quên bỏ lại một like và giúp giúp mình. Để mình có động lực. Nếu bị động lực gì cả. Nhưng mà cảm ơn anh em. Hãy like giúp nha. Đây là cái kết của đi mẹ mẹ trận đấu. Trải nghiệm danh bạc.